Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Minh Nghị xin kính chào anh Hải Sơn và anh Bác Cơ. Trong vài ngày vừa qua, như các anh cũng đã biết tin là Cộng sản Việt Nam đã kết án bà Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Em muốn biết những suy nghĩ của anh Bác Cơ và anh Hải Sơn về vấn đề này. Vâng, anh chị nên nhớ rằng tất cả các cái phiên tòa mà liên quan đến chính trị dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam đều được họ định sẵn. Thì như bản án dành cho bà Trần Thị Nga cũng như mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, đều đã có sẵn trong túi rồi. Còn việc xét xử chỉ là diễn tuồng thôi mà, chứ có ý nghĩa gì đâu. Đây là thêm một cái bản án bất nhân thưa anh chị, tàn ác, bất nhân, bởi vì người Cộng sản nó mất hết nhân tính. Hai anh chị có biết người ta cho rằng sau năm 1975, nước Việt Nam chúng ta không có quan tòa, mà chỉ có những thằng tòa nhận xử theo lệnh của đảng để cảm chế độ với công an bộ đội, vỗ ngực tự xưng là anh hùng đánh Tây đuổi Mỹ, mà lại khiếp nhược trước những người phụ nữ yếu đuối như mẹ nấm hay bà Thúy Nga. Chúng sợ những người phụ nữ này chống đối lật đổ chế độ. Thiệt, hèn ơi là hèn, hèn thấy sợ luôn à. Dạ vâng anh Hải Sơn, nếu không hèn thì chúng nó đã chẳng cụp đuôi, chẳng câm miệng, chạy vội chạy vàng, chẳng dám sủa tiếng nào. Khi mà Trung Cộng vừa mới ho một tiếng ở Biển Đông kìa, em thấy nhục nhã cho dân mình quá hai anh à. Đúng là cái câu khôn nhà dạy chợ. Ý Minh Nguyệt muốn nói đến là việc Hà Nội yêu cầu cái công ty Repsol phải ngưng thăm dò cái dầu khí ở Biển Đông vì áp lực của Trung Cộng phải không? Dạ đúng vậy anh Parker, tin tức cả thế giới đều biết, nhưng mà báo chí truyền hình của nhà nước Cộng sản đó tất cả đều câm miệng lại. Làm sao mà mở miệng cho được, bởi vì chưa tìm ra cách đánh lừa người dân đó thôi. Khi nào Bộ Chính trị họp xong, nghĩ ra cách nói láo, đại khái như việc thăm dò đã có kết quả nên không còn cần thiết khoan thêm nữa, nên tạm ngưng, khi nào có nhu cầu chúng ta sẽ khai thác. Đại khái là như vậy, để rồi anh chị coi tôi nói có đúng không? Thiệt đúng là nói láo như vậy em ha. Hai anh cũng thấy đó, người dân Việt Nam mình đâu có ngu, và thế giới cũng đâu có mù đâu phải không? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, các không ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy là giàn khoan dầu, tàu bè của hai bên trong hai tuần qua chung quanh chỗ thăm dò ra sao, rồi các nguồn tin thế giới loan tải thì còn chối cãi vào đâu được nữa, phải vậy không? Thời đại thông tin điện tử ngày nay mà Cộng sản muốn lừa dối sao mà người dân họ nghe họ tin nữa chứ? Đúng vậy, cái vụ đầu hàng này chẳng những đã tỏ ra cái thái độ hèn với giặc, ác với dân, mà còn phải bồi thường cho công ty Repsol. Cái sự thất bại này cũng là cái hậu quả tất yếu của cái gọi là 16 chữ vàng và 4 tốt mà Đảng Cộng sản Việt Nam suốt ngày vẫn tụng niệm, đến nay thì hết linh rồi. Còn cái chính sách đu dây của Hà Nội thì mọi người đã rõ sự cô đơn của Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy có nhiều bạn nhưng lại không có đồng minh nên chẳng ai thèm cứu. Cho nên Việt Nam mất trắng chủ quyền trên Biển Đông là cái chắc. Lịch sử sẽ phán xét cái tội tày trời này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh chị tin tôi đi. Theo em nhận thấy đó, lẽ ra Việt Nam bị Trung Cộng hiếp đáp như vậy thì phải đưa vụ việc ra tòa án quốc tế chứ. Để mất trắng lãnh thổ lãnh hải của ông cha để lại như vậy hay sao? Rõ ràng tất cả mọi người trong và ngoài nước ai cũng đều nhìn thấy Cộng sản chính là bọn bán nước. Mở miệng thì mắc coi đó chị Minh Nguyệt ơi. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam chính là kẻ bán nước, chứ còn ai vào đây nữa. Thế anh chị còn nhớ cái công hàm mà ông Phạm Văn Đồng là thủ tướng năm 1958 do lệnh của ông Hồ Chí Minh lúc đó là nhìn nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của tao rồi, nãy còn nói được gì nữa. Rồi bao nhiêu cái cam kết phụng tục của Hà Nội trong mấy chục năm qua, đưa người Tàu vào đây, sống ở nước ta, nhưng ngày hôm nay đó thấy nhàn nhàn đấy. Chính vì vậy mà người dân càng ngày càng xa rời nhà cầm quyền và xem Đảng Cộng sản như một đảng cướp, một băng đảng tội phạm chỉ biết tham nhũng thối nát, cướp bóc và hống hách, hèn quay giặc, ác quy dân, đúng như chị Minh Nguyệt nói. Tuổi Trung Cộng mới ho một tiếng, cả đảng hè nhau chạy muốn xuất giác như mọi người đều thấy. À ha, anh Hải Sơn nói đến thái độ hống hách của kẻ cầm quyền ở nước ta đó, thì ôi thôi làm sao mà kể cho hết. Từ phường xã lên đến trung ương đều như vậy cả, chúng coi người dân như cỏ rác. Các anh thấy rõ hành vi đội trên đạp dưới, đâu đâu cũng là như vậy. Rồi các anh có thấy cái hình ảnh mà một mình ông Phúc được che dù đứng bên cạnh những bà mẹ anh hùng trong buổi lễ vinh danh mới đây không? Đang được bà con trên mạng phát tán bàn luận rất là sôi nổi đó. Cái cảnh ấy đó, đấy là cái người đầy tớ trung thành của nhân dân như lời ông Hồ dạy đó. Đúng vậy, một bức hình bằng vạn lời nói. Bức hình ấy biểu hiện cái thái độ nịnh bợ, tưng bốc của kẻ dưới, sợ mất lòng cấp trên. Nhưng nó cũng cho thấy cái lối sống quan liêu của các quan chức Việt Nam ngày nay.
Chị Minh Nguyệt nhắc lại cái chuyện này làm bà Cơ nhớ lại cái hình ảnh của một ông quan cấp trung đi họp bằng xe hơi, đến cái chỗ họp đó vì trời mưa nước ngập đường và lại sờ cái ướt giày của ông ta đi, cho nên không có dám bước khỏi xe mà phải gọi một cái đệ tử cõng ống từ cái cửa xe vào bên lề đường Hà Nội, cũng làm cho bà con muốn ói khi nhìn thấy cái cảnh ấy đó anh chị. Nói đến chuyện ông Thủ tướng Made in Việt Nam được che dù giữa những bà mẹ đứng chịu mưa, người ta lại nhớ đến vụ đoàn xe của ông Phúc khi Vinh Quy bái tổ về phố Hội An đã ngang nhiên đi vào khu vực cấm xe chỉ dành cho khách đi bộ trước sự kinh ngạc của du khách ngoại quốc và lắc đầu ngao ngán của cư dân trong vùng. Đấy, làm quan ở nước ta là thế, vậy mà mở miệng ra thì cứ bảo là đệ tử của nhân dân, đúng là nói láo nhiều vẹn, không sai một chút nào. Đúng rồi, còn làm quan ở các nước giàu mạnh như Mỹ, như Nga đó thì khác xa. Các anh còn nhớ vào tháng 5 năm 2016, khi mà Tổng thống Obama đến Hà Nội đó, hình ảnh ông vào quán nước bên đường lúc trời mưa vẫn được bà con ta đem ra so sánh với hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc để làm trò hề chế giễu mua vui nữa đấy. Còn cái bức hình mà Tổng thống Nga Putin đứng trước cái lễ đài trong lúc trời mưa rất là lớn cũng được bà con cân nhắc và so sánh này anh chị. Nhiều người bênh ông Phúc thì bảo rằng đó là phản ứng tự nhiên của ban tổ chức chứ không phải của ông Phúc đâu, và ra lệnh như vậy. Và đấy cũng là cái văn hóa kính trọng người lãnh đạo của xứ nước ta mà. Người nào nói như thế là tào lao, là ngụy biện. Khi đã tổ chức một nghi lễ ở ngoài trời, có nghĩa là mọi người cùng chấp nhận mưa hay nắng, không phân biệt kẻ trên người dưới. Ai có dù thì che, ai không có thì đành chấp nhận. Một ông thủ tướng nếu thật sự của dân, do dân và vì dân thì không thể chấp nhận một hành động như vậy được. Nói tóm lại, đây là cái tâm lý kẻ cả, quan liêu của các quan chức Cộng sản Việt Nam vẫn diễn ra như vậy ở nước ta từ trước đến giờ, thứ hai anh chị. Em thấy rõ ràng giữa người dân và nhà cầm quyền ở nước ta có một hố cách biệt rất là xa. Quan nói dân không thèm tin, không thèm nghe thì nguy to rồi. Như vậy thì mất nước đến nơi rồi còn gì nữa. Muốn cứu nước thì phải thay đổi cái nhà cầm quyền chứ sao thay đổi được người dân, đúng không anh chị? Y chang anh Bắc ơi, đúng quá đi chứ. Tiếc là đã đến giờ chào tạm biệt bà con đang nghe đài. Hẹn lần tới vậy. Mến chào hai anh chị. Hải Sơn xin kính chào quý khán giả. Bá Cơ kính chào quý vị thính giả và anh Hải Sơn và chị Minh Nguyệt. Dạ, Minh Nguyệt xin chào quý vị thính giả và chào anh Hải Sơn cùng anh Bá Cơ.